Đó, ngày mai anh chị cô bác gần cha nhớ ủng hộ cơn các cơn anh em Yukubi quay trước nhà ông Loan để nắm bắt tình hình nghe nhé anh chị cô bác gần xa à. Đó, phòng Phượng Giang Thái Bào rồi quý vị à. Cơn nữa là Cưng Thượng quý anh chị à, dần dần là Phượng Giang dưới nữa là đồ đạc ve chúa ngày nào cũng có gứt gián chuột với gứt gán chuột kiến nữa kiến lửa bự bự không à quý vị. Phòng ve chúa nè quý vị đó, ngày mai các anh em Jacobi tới sớm để lấy tin tức nhà Hồng Loan cho quý vị biết đăng lên cho quý vị anh chị cô bác Cường Sa biết à. Mai luật sư Kha với luật sư Tuyết Ngọc, luật sư Ân tới đón chị Hồng Loan lên cò để xin lực thẩm định lần thứ ba. À, lúc đó dọn đồ lúc đó mẹ con ve chúa dọn đồ đi nha quý anh chị cô bác ơi. Mai luật sư Kha tới xin tới đưa chị Hồng Loan, ba luật sư tới đưa chị Hồng Loan lên lên cò xin giấy xin lực thẩm định lần 3 vào tháng 1 quý 1 năm 2024 nha quý vị. Lúc 8 giờ sáng là luật sư Kha với luật sư Tuyết Ngọc, luật sư Ân tới nha quý vị. Thiên Ân vô đốc chỉ biết tin vậy thôi, còn muốn chính xác thì xin mời quý vị vào kênh các anh em Jacobi theo dõi tình hình vào sáng mai nha quý anh chị cô bác ơi. À, ngày mai là ngày 25 tháng 12 là ngày lực thư xin cò lợn bắt nhà báo 20K gọi là nhà báo mặt năm vô tạm giam 3 tháng để điều tra vu khống chỉ nhục cố người chỉ Vũ Lưng với Hồng Loan chị nghe chị Hồ Thủy. Mai luật sư mai là ngày 25 tháng 12 là luật sư Kha sẽ làm việc với tòa về và xin xin tòa cái lệnh bắt tạm giam bắt tạm giam của nhà báo 20K để điều tra xử lý tội vu khống chỉ nhục cố người chỉ Vũ Linh với Hồng Loan chị Hồ Thủy. Dạ đúng rồi chị, ngày mai luật sư Kha tới sớm để rước chị Hồng Loan với cùng hai luật sư Tuyết Ngọc với luật sư Ân lên tòa luôn, sẵn tiện luật sư Kha xin tòa luận triệu tập bắt tạm giam nhà báo 20K để phục vụ điều tra vụ vu khống chị Hồng Loan xúc phạm chú người chị chú Vũ Linh nữa quý nghe chị Hồ Thủy à. Ngày mai là ngày 25 ngày tàn đời của nhà báo mặt năm 20K rồi đó quý anh chị.